À, xin chào cả nhà xin chào anh em à, tôi xin cảm ơn tất cả các anh em đã đồng hành cùng tôi trong thời gian qua cũng như chúng ta cùng à, nhau tìm hiểu à, về những phương pháp đầu tư à, và tích lũy cho chúng ta những phương pháp đầu tư, à, phù hợp với cá tính của mọi người để chúng ta có sự xác suất đầu tư à, thành công hơn à, và nâng cái xác suất thành công của chúng ta à, ngày còn cao hơn à, trong đầu tư thì à, tất cả đều là xác suất à, chúng ta nâng cái xác suất của chúng ta à, càng cao thì tỷ lệ chiến thắng của cho ta càng lớn. một cái danh mục của team chúng tôi là team đầu tư Trung Nam Quyên. À, đây là một team đầu tư tôi cũng đã chia sẻ mà cùng một số anh em có cùng tư duy, à, cùng à, sự đồng hành trong cái nhóm à, à, team Trung Nam Quyên này, à, nhà đầu tư à, Quyên. À, thì tôi muốn các các anh em nào có cùng tư duy, chiến lược, có cùng định hướng thì chúng ta có thể à, tham gia à, cái À, nhóm của chúng tôi, cái team Zalo của chúng tôi là nhà đầu tư nguyên này để chúng ta có thể à, cùng nhau à, chia sẻ những kiến thức cùng nhau những học hỏi và chúng ta à, nâng cao cái xác suất thành công của chúng ta trong việc đầu tư trở nên tốt hơn để giúp chúng ta ngày càng thành công hơn. Thì sau đây là một số cổ phiếu mà tôi đã mua và giữ à, cổ phiếu ở à, trong th thời gian qua. À, việc khó của chúng ta là À, giữ cổ phiếu từ à, tại những cái vùng à hoặc à, là thị trường ở đang ở chăn sóng nhưng mà việc giữ cổ phiếu à, trong vòng à 3 đến 4 tháng à, rất là khó khi mà cổ phiếu tăng giá thì chúng ta có tâm lý là muốn chốt lời thì tôi cũng cố gắng à, giữ được những cổ phiếu như cổ phiếu ASX thì tôi vẫn giữ à, tỷ trọng là 50%, còn lại là tham gia cuộc chơi miễn phí và SJC tôi cũng đã giữ nhưng mà sau đó tăng quá thì chúng tôi cũng phải bán và còn còn giữ là 30% và cổ phiếu FCN là đây là cổ phiếu đầu tư công rất là mạnh và tôi đã bán 50% chốt lời và vẫn giữ 50% để tham gia cuộc chơi miễn phí. Thì tôi đã chia sẻ với các anh em là khi chúng ta mua một cổ phiếu khi đúng và đến một cái ngưỡng nào đó thì chúng ta cần cảm thấy là để chốt lời thì chúng ta nên chốt lời 50 à, và giữ lại 50 cho đi hết con sống, đi hết cái chu kỳ sống của cổ phiếu. À, việc này nói thì rất là dễ nhưng trong việc đầu tư thì chúng ta rất là khó để giữ cổ phiếu thì tôi cũng cố gắng rèn luyện cho cái bản thân mình là để giữ được cổ phiếu thì chúng ta à, chốt lời 50%. trăm à, thì nếu mà cổ phiếu giảm thì đằng nào à, chúng tôi đã cũng đã chốt lời được 50 rồi chúng ta cũng thấy vui vẻ và trường hợp lại ngược lại nếu mà cổ phiếu tăng tiếp tục tăng thì chúng ta cũng thấy à, rất may mắn khi chúng ta còn được trăm cổ phiếu trong đầu năm một cổ tư của chúng ta à, 50-50 là con số tôi thấy rất là tuyệt vời trong quá trình đầu tư. À, chúng ta luôn nghĩ tích cực trong đầu tư, trong mọi công việc kinh doanh của chúng ta, trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta luôn nghĩ đến và hướng đến những cảm xúc là tích cực, những lời nói, những suy nghĩ của ta là sẽ tích cực, thì mọi việc sẽ tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta bán 50% cổ phiếu, nếu cổ phiếu giảm thì chúng ta nghĩ là chúng ta may mắn đã bán được 50% cổ phiếu ở vùng cao. Và bây giờ giảm thì chúng ta có thể chốt ít lại và trường hợp thứ hai nếu cổ phiếu tiếp tục tăng thì chúng ta nghĩ ngược lại chúng ta may mắn khi chúng ta còn giữ 50% cổ phiếu và chúng ta được tăng giá tiếp theo khi chúng ta nghĩ được như vậy thì cảm xúc của chúng ta rất là nhẹ nhàng và chúng ta giữ được cái cái cổ phiếu à khi chúng ta đã bán được 50% phần trăm chốt lời và bỏ bỏ vào túi của chúng ta rồi thì 50% còn lại chúng ta coi như là cuộc chơi miễn phí và chúng ta để cho cổ phiếu cứ tăng giá cho đến hết chu kỳ À, thì chúng ta sẽ chốt lời thì việc như vậy thì giúp chúng ta có giữ được cổ phiếu chúng ta sẽ rèn luyện khả năng gồng lời à việc gồng lỗ thì rất dễ nhưng mà gồng khi mình có được lợi nhuận rất là khó nên mỗi chúng ta mỗi anh em chúng ta cần phải rèn luyện à bây giờ chúng ta hãy nhìn lại những cổ phiếu chúng ta đã mua trong thời gian qua để anh em nhìn lại đây gọi là nhật ký giao dịch tôi thường ghi nhật ký giao dịch vào mỗi ngày những cổ phiếu nào tôi mua đúng và đúng điểm mua và sau đó tăng giá thì đó là giúp chúng ta phát triển thêm những cái tư duy những cái cách để nhìn cổ phiếu những cái mẫu hình và khi mà những cổ phiếu bị sai thì chúng ta hãy lưu ý lại nhật ghi nhật ký lại để tại biết tại sao mình sai để mình rút ra bài học cho chúng ta có nghĩa là việc đúng việc sai trong đầu tư là không quan trọng. À, quan trọng là khi ta đúng thì ta được bao nhiêu, à, khi ta sai thì ta mất à, bao nhiêu. À, Ít hơn so với à, việc đúng thì đó là điều tuyệt vời trong đầu tư. Và đầu tiên là cổ phiếu SZC, à, các bạn có thể quan sát cổ phiếu SZC. À, đây là cổ phiếu SZC. SZC chúng ta mua ở giá 25.3. À đâu đâu đây. Đây các bạn. À mua ở phiên à, ngày ngày 3 ngày 4 gì đây? Đây đây. Ngày 3 ngày 4 chúng ta mua ở phiên ngày 3 ngày 4 giá 25.3 và sau đó cổ phiếu đi ngang một vài phiên sau đó tăng và test lại test lại các bạn hãy xem test lại là test lại ở trong cái vùng à, à, an toàn là không có gãy cái vùng à, hỗ trợ 65 này và sau đó cổ phiếu dần dần à, tăng giảm tăng giảm đi lên ở trên à, trong xu hướng tăng các bạn hãy nhìn à, ao sen nằm tranh mai à, ao sen nằm tranh mai là đang xu hướng tăng thì trong giai đoạn tăng này chúng ta à, tăng giá và ở khu vực này à, tôi đã chốt lời ở khu vực này 50% là ở giá 30 à giá tạo giá này. Khi mình thấy cổ phiếu tăng à, khoảng là từ giá à, ở vùng này tăng lên vùng này là khoảng là 20% thì tôi đã chốt lời. À, chốt lời khu vực này 50%. Và à, sau đó mình chờ cổ phiếu tích lũy lại và và chúng ta nếu mà chúng ta à, thực sự mà để mua thẻ cổ phiếu này thì chúng ta mua ở vùng này nhưng mà tôi à, quan sát và tôi à, cố gắng giữ 50% còn lại và không mua thêm. Thì sau đó cổ phiếu à, tiếp tục tăng à, đến bây giờ là đã từ giá là 253 đến hiện tại là 37. Lệ nhuận chứng thắng của hiện tại chúng ta là 47% à, về giá 37. À, thì việc chúng ta là là mua cổ phiếu à và sau đó cổ phiếu chạy đúng theo chúng ta thì chúng ta cố gắng nắm giữ và đến một cái ngưỡng chúng ta đặt ra là khoảng 20% chúng ta sẽ chốt lời một phần thì khi đạt 20% thì tôi chốt lời ở khu vực này là ở vùng giá 31 31 thì tôi đã chốt lời 50% và dành số 50 còn lại là tham gia cuộc chơi miễn phí à nếu trường hợp cổ phiếu giảm thì giảm về đây thì chúng tôi sẽ bán nốt. Chúng ta sẽ lợi nhuận cho 20% với mức là 50% cổ phiếu. Và còn lại 50% khi giảm về những vùng gãi, những vùng hỗ trợ này. Thì chúng ta sẽ bán nốt. Và trường hợp cổ phiếu đi ngang và tích lũy tốt thì sau đó tăng tiếp. Thì 50% tiếp theo đã giúp chúng ta có được lợi nhuận là khoảng 46%. Đó là cách mà chúng ta dùng 50% tham gia cuộc chơi miễn phí. Chúng ta rất là an toàn. Và khi đó chúng ta không sợ vi phạm lỗ nữa thì chúng ta à, tự nhiên mà giữ cổ phiếu chúng ta rất là bình an rất là nhẹ nhàng cho nên việc giữ cổ phiếu là khi chúng ta chốt lời 50 còn lại 50 chúng ta giữ cổ phiếu thì việc đó sẽ giúp chúng ta um, tự tin hơn và chúng ta cảm thấy an toàn và ăn ngủ ngon à, không có sợ bị nếu mà thị trường giảm thì chúng ta à, à, chốt lời tiếp theo 50 còn lại à, với mức thấp hơn thì đằng nào chúng ta cũng đã có lời lợi nhuận rồi chúng ta yên tâm trong việc đầu tư cho nên tại sao tôi nói là còn lại 50 chúng ta tham gia cuộc chợ miễn phí là vậy. À, chúng ta không cần à, phải suy nghĩ nhiều và chúng ta cứ để cho cổ phiếu đi hết cho chu kỳ. À, có thể là cổ phiếu đi ngang và tích lũy tiếp tục tăng. Mà trường hợp cổ phiếu à, giảm mạnh, à, gãi cái vùng 65 này chúng ta bán và chốt lời à, 50% này. Hoặc là gãi tùy theo anh em. Ví dụ ngắn thì chúng ta à, gãi cái vùng 34 này, 4.5 này chúng ta à, chốt lời. Hoặc là một số anh em à, gãi cái đầu tư dài hơn thì gãi vùng 32 chúng ta à, chốt lời số 50 này thì đó là cách mà chúng ta để giữ được cổ phiếu chúng ta nên chốt lời theo kỳ vọng là 20 đến 25% và à, à, khi cổ phiếu đạt đến mức chốt lời ngắn hạn thì chúng ta chốt lời 50 à, lượng cổ phiếu và sau đó giữ 50% lượng cổ phiếu còn lại cho cổ phiếu chạy hết chu kỳ. À, và tương tự cho cổ phiếu ừs um, tôi cũng mua vào ngày 3 ngày 4 tháng à, 4. SHX đây là cổ phiếu mà cổ phiếu chứng khoán chạy rất là tốt Đây là dòng dẫn của thị trường Và tôi trước trước kia tôi đã mua một số cổ phiếu như VCI Sau đó thì tôi tập trung vào cổ phiếu SHX Thì điểm mua cũng là ngày 3 ngày 4 Thì là ở mức giá Các bạn hãy xem lại mức giá Mua là 9.4 Các bạn hãy xem lại mức giá 9.4 là Ngày 3 ngày 4 là đây Ở, ở phiên ngày 4 đây Là 9.4 đây các bạn mình mua ở đây tại sao mua ở đây tại vì chi à, khi mà chi cô vượt may à, mà vượt cái vùng à, tích lũy đi ngang này à, vượt cái vùng tích lũy đi ngang này thì à, chúng ta mở mua cổ phiếu à, đây là vùng tích lũy à, đi ngang của um, của cổ phiếu um, đây là vùng tích lũy đi ngang à, của cổ phiếu axx à, và chi cu đã vượt mai thì đây là chúng ta mạnh dạng mua khi vượt những cái vùng mai này và đây là những điểm chúng ta mua và tương tự test lại ba bốn phiên giống như cổ phiếu SJC và sau đó tăng mạnh và sau đó đi ngang lại và tiếp tục tăng à, tiếp tục tăng cổ phiếu SHX đã tăng mạnh từ vùng chúng ta mua là 9.4 và hiện bây giờ là cổ phiếu đã tăng đến à, vùng là à, 15.4 15.5 thì bây giờ đã có lợi nhuận là 65% à, 65% À, và cổ phiếu này tôi cũng đã chốt lời ở vùng này là hết 50% là vùng giá 14 tôi đã chốt lời ở vùng này là 50% à, tại sao chúng ta à, à, không giữ thêm cổ phiếu ở đây à? à tới đó là theo góc nhìn của mỗi người anh em có thể giữ nguyên 100% tới đây nhưng đối với tôi khi cổ phiếu tăng một đoạn là khá dài có lợi nhuận là 45 đến trăm thì cái vùng này là vùng à, tôi đã chốt lời à, có nghĩa là mình đã chốt lời một phần là 50% cổ phiếu trong vùng là 13.5 đến 13.9 Để chúng ta tối ưu cái phần lợi nhuận vào trong túi của chúng ta Thì lúc đó chúng ta yên tâm giữ lại 50% cho, à, giữ cho cuộc chơi miễn phí cho khi chủ phiếu chạy hết chu kỳ Chúng ta an tâm nếu một cổ phiếu giảm thì chúng ta đạn đang nào chúng ta đã bán được 50% và chúng ta đã có lợi nhuận Thì chúng ta rất là yên tâm à, ngủ ngon trong đầu tư thì đó là việc chốt lời tại sao chúng ta chốt lời 50% và giữ lại 50% đi hết chu kỳ sống của cổ phiếu. Đây đó là cái cách mà chúng ta khi mua điểm mua đúng tốt thì chúng ta nên giữ cổ phiếu và đấy một cái ngưỡng chúng ta chốt lời 50 và còn 50 chúng ta dành lại để chơi cuộc chơi miễn phí cho đi cho khi cổ phiếu đi hết chu kỳ. Thì đây là hai cổ phiếu mà tôi đã đầu tư ở giai đoạn tháng tháng 4 và bây giờ chúng ta vẫn giữ để chúng ta có lợi nhuận À, thị trường à, trong giai đoạn à, tăng giá thì có những phiên giảm phiên tăng Nhưng chúng ta nên à, giữ lại 50% khi chúng ta đúng Và chúng ta à, à, để mà tối ưu cái phần à, lợi nhuận cho chúng ta Và chúng ta không bị tâm lý khi như những à, phiên tăng mạnh mà chúng ta à, không có cổ phiếu Và tiếp theo là cổ phiếu FCN Đây là cổ phiếu của đầu tư công à, Tôi cũng đưa vào mức độ đầu tư là trung hạn à, Ở giai đoạn mà thị trường chung đang ở chăn sóng à. FCN. Đây là cổ phiếu mà à, tôi thấy có sự tích lũy tuyệt vời ở à, trong khu một khu vực là đi ngang rất là dài à, trong vòng à, 4 đến 5 tháng. À, và đây là khu vực mà tôi đã nhìn thấy được à, cổ phiếu tích lũy và tôi cũng báo cho anh em quan sát từ những cái vùng này à, và đến vùng này. Và khi mà điểm mua thì tôi đã chia sẻ các anh em là điểm mua khi các à, à, giao kiếm thổi tủ ở đây là đây để mua có sự thành công rất là cao. Và đặc biệt là khi chi khu vực may ở đây. À, chi khu vực may vùng mai này và giá bật mạnh với khối lượng lớn à, theo a thì đây là khối lượng lớn và đây là khối lượng đã cạn kiệt à, vùng tích lũy và test lại à, không có lực cung ở đây à, những phiên test là khối lượng cạn kiệt à, giá dao động à, biến động nhỏ đi ngang theo a là khối lượng cạn kiệt giá biến động nhỏ và sau đó những phiên tăng giá mạnh với khối lượng gấp 5 đến 4 đến 5 lần và giá tăng mạnh à, đóng phiên trần thì đây là những cái phiên mà chúng ta tham gia chúng tôi đã mua cổ phiếu FNC là ở phiên ngày À, 5 ngày 5 tháng à ngày 5 tháng 4 là đây là phiên màu phiên mà thanh nén màu đỏ à chúng tôi mua ở giá cao là 10 à, 16.7 nhưng cuối phiên là rút về còn 10 à, 16 à là là tôi mua, chúng tôi mua khi mà chi cô vượt mai là giá à, lúc cao là 10 à, 1.75 nhưng mà khi đóng cái nén thì là 11.6 và sau đó phiên tiếp theo thì là khối lượng tăng mạnh và tôi mua là như khi mà có sự test cung và à, cạn kiệt thì chúng tôi mua một phần à, 50% ở đây và sau phiên này là chúng tôi mua à, đủ cổ phiếu khi cái phiên mà giá tăng mạnh này và sau đó là cầm cổ phiếu à, trong giai đoạn à, thị trường tăng thì khi cổ phiếu tăng thì đến một giai đoạn à, chúng tôi đây chúng tôi chốt lời một phần ở ở khu vực này ở khu vực à, này đây là chúng tôi chốt lời ở khu vực này khi mà cổ phiếu tăng trong thời gian khoảng 3 đến 4 tuần à, có được cái lợi nhuận khá tốt thì chúng tôi đã chốt lời ở vùng 15.6, khoảng 15 đến 15.6. Chúng tôi đã chốt 350% ở vùng này và sau đó à, chúng ta giữ lại 50% để tham gia cuộc chơi miễn phí cho đến hiện tại thì đã là giá 17 và đã có lợi nhuận cái phần 5 50% còn lại. À, lợi nhuận bây giờ hiện tại, tại bây giờ là nó khoảng à, à, 44%, 45%. Đó là cách chúng ta hãy giữ chặt cổ phiếu à, khi chúng ta đúng và chúng ta bán thật nhanh khi chúng ta sai. Và nếu như đây là cái điểm mua cổ phiếu ở đây. Và nếu mà trường hợp cổ phiếu không đi theo đúng nguyện vọng khi gãi những cái vùng này. Đây là những cái vùng mà chúng ta phải bán ra cổ phiếu thật nhanh. Các anh em chú ý những cái vùng. Đây, chúng ta mua ở đây. Chúng ta mua ở vùng giá 11.7 này. 11.75 này. Mà trường hợp chúng ta cổ phiếu không đi như mong muốn và gãy xuống cái vùng này. Là cái vùng 10.8 này. Thì chúng ta cắt cắt lỗ các lỗ có thể là các lỗ trong vòng 5 đến 7 phần trăm chúng ta đúng thì chúng ta giữ cốt giữ chặt cổ phiếu và khi chúng ta sai thì chúng ta bán thật nhanh là như vậy để tối ưu hóa lợi nhuận thì hôm nay tôi chia sẻ các anh em về cách mà chúng ta có thể mua bán cổ phiếu và giữ cổ phiếu cách chúng ta mua khi cổ phiếu đúng thì chúng ta giữ cổ phiếu giữ thật chặt để đi hết chu kỳ à mà để giữ giữ chặt được cổ phiếu thì chúng ta cần phải chốt lời 50% khi chúng ta có lợi nhuận khoảng 2 30% và chúng ta số còn lại chúng ta yên tâm mà chốt giữ trăm và tâm lý chúng ta rất là vững khi chúng ta giữ để tham gia cuộc chợ miễn phí. Và ngược lại khi cổ phiếu à gãy những cái vùng hỗ trợ khi chúng ta mua ở đây mà gãy những cái vùng dưới này thì chúng ta bán thật nhanh à, thoát ra khỏi khỏi cổ phiếu. Và tiếp đến à, những cổ phiếu AI à, về um, PVT à, là tôi cũng đã có một đoạn lợi nhuận và tôi cũng đã bán rồi. À lát thì cũng có lợi nhuận và chúng ta còn giữ lại 50%. À tương tự vận tải à, GMD à, GMD HAH à, cũng tương tự à, tôi đã bán. À. các bạn hãy xem lại GMD à. hôm trước à, tôi đã cũng chia sẻ à, cùng các anh em à, cổ phiếu GMD này là cổ phiếu mà cổ phiếu của à, ngành vận tải. À, tôi hôm trước tôi chia sẻ anh em là à, ở phiên này, phiên này chúng ta mua ở cái tầm giá là 52 đến 53 tôi vẽ cái đường màu xanh các bạn thấy không ạ bây giờ vẫn còn giữ nguyên cái hộp màu xanh đây đây là chúng ta vùng giá mua à, khi mà giá đã tăng bà rét đây với khối lượng tăng đây và vượt cái vùng à, cản à, 65 ngày và chi cu đã vượt mai đây là chi cu vượt mai sau đó chi cu test lại à, test lại vùng giao à, vùng hỗ trợ 65 ngày à, và đây là vùng chúng ta mua tôi mua ngay cái phiên giảm mạnh này này một số anh em ngại là những phiên giảm mạnh này không dám mua à, nhưng mình mình tự tin mua vì mình đã hiểu được cái vận động của cổ phiếu à, khi mà đã vượt mai thì cổ phiếu thường test lại và test lại trong đó à, vùng năm hai à, tôi mua một vùng một một phần cổ phiếu ở vùng năm ba và sau đó mua thêm ở vùng năm hai năm mươi tiếp theo à, là tổng là cổ phiếu này là mình nắm ở giá trung bình là năm mươi hai năm năm mươi hai năm hiện tại bây giờ cổ phiếu đã tăng lên một đoạn à, thì chúng tôi đã chốt lời ở những cái vùng à, cao này và là tầm lợi nhuận khoảng 10 đến 12 thì tôi đã chốt lời cổ phiếu GMD thì cổ phiếu này đã đi lên những cái vùng này và tích lũy đi ngang đó. trong thời gian 2 đến 3 tuần rồi à, nếu chúng ta tôi chốt lời ở những vùng này chúng ta dành tiền để mua những cổ phiếu khác thì chúng ta tối ưu được cái nguồn vốn của chúng ta vậy những cổ phiếu này đã về là những vùng đỉnh trước anh em anh em có thể xem qua độ thị tuần thì đây là những cái vùng cổ phiếu mà đã về đỉnh trước thì cổ phiếu sẽ cần tích lũy lại ít nhất vài 3 đến 5 tuần thì trong khi cho ta hiểu được điều này chúng ta sẽ bán cổ phiếu tại những cái vùng kháng cự này kháng cự đỉnh trước này và chúng ta dành cái nguồn vốn này chúng ta đi đầu tư những cổ phiếu khác tiếp theo thì chúng ta tối ưu được nguồn vốn để chúng ta tận dụng nguồn vốn đây nếu như chúng ta giữ thì vẫn là dao động trong vùng này thì trong thời gian 3 đến 4 tuần thì chúng ta cũng không có tăng được bao nhiêu nhưng mà từ khi chúng ta bán và chúng ta chuyển ra những cổ phiếu mới thì chúng ta có được lợi nhuận đó là cách mà chúng ta thực hiện tại sao chốt lời À, thì tôi, tôi chốt chốt lời cổ phiếu GMD và hh cũng là ngành vận tải và hai cổ phiếu này cũng tương tự tăng một nhịp và sau đó đi ngang. Thì tôi chốt lời khoảng 9%. Và sau đó tôi dành tiền này tôi để mua lại cổ phiếu DIG và cổ phiếu Techcombank. À sau đó tôi mua cổ phiếu DIG và Techcombank. Thì DIG là cổ phiếu mà tôi đã mua à, tại cái nhịp chạy à, gần đây là giá 22.1. Thì các anh em xem cổ phiếu DIG À, đây là cổ phiếu DG mà tôi đã mua trong giai đoạn vừa rồi tôi đã vẽ rất là nhiều cái vùng hỗ trợ ở đây để anh chúng ta có thể mua thì đây là cổ phiếu mà tôi đã mua ở vùng giá 22.1 là đây vùng này các anh em 22.1 là khi cổ phiếu tích lũy đi ngang đây một thời gian các anh em hãy nhìn đây cổ phiếu tích lũy đi ngang đây một thời gian này các anh em à, đi ngang từ cái vùng này đi ngang tới đây à, tới đây một vùng dài tôi sẽ chọn màu xanh cho các anh em hãy dễ nhìn nên anh em phải nhìn đi ngang trong vòng 5 đến 6 tuần và sau đó là giữ được cái vùng hỗ trợ rất là tốt ở vùng màu đỏ này thì khi mà cổ phiếu đã đến cái vùng này đã vượt cái vùng này thì chúng tôi mua mở mua ngay cái, cái, phiên này phiên mà khối lượng tăng mạnh này nè khối lượng tăng mạnh là giá tăng mạnh đây phiên này phiên này là phiên ngày 13 tháng 7 đó, chúng tôi mở mở mua ở vùng này và giá với giá là 22.1 và sau đó là cổ phiếu tăng một đoạn thì hiện tại là cổ phiếu này cũng đã tăng một đoạn rất là khoảng gần hai mươi phần trăm, khoảng hai phần trăm. Thì trong vòng ba đến bốn tuần, cổ phiếu này có được lợi nhuận hai mươi phần trăm. Khi chúng ta bán chút lời, cổ phiếu GMD và HAH, chúng ta chuyển qua mua DIG, thì chúng ta có được lợi nhuận khoảng hai mươi phần trăm. Và sau đó chúng ta, tôi sẽ đã bán, bán cổ phiếu này một phần, tại trong khi thị trường cao, chúng ta bán ở phần này, bán một phần ở cổ phiếu ở phần này, và giữ lại một phần nếu anh em có kiến thức có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ tối ưu được nguồn vốn khi chúng ta xây những nguồn vốn chúng ta à, dành cho những cổ phiếu à, có đà tăng tiếp tới đó là cách mà chúng ta xây nguồn vốn và tương tự Techcombank công băng cũng vậy tết công băng tôi đã mua cổ phiếu tết công băng tại cái vùng à, đi ngang hỗ trợ tết công băng tcb đây là cổ phiếu mà tôi đặt cũng đã vẽ cái vùng mua ở đây chắc anh em tham khảo thì hôm trước là cổ phiếu Techcombank đã đi đã có một tiên phiên tăng mạnh dòng tiền vào và sau đó cổ phiếu này đi ngang trong vòng 3 đến 4 tuần thì lại ở đây tại sao tôi mua ở đây ạ à? à? tại tôi mua ở đây là do ở đây các bạn hãy nhìn đây là chi cu chi cu đâm vào à, cái vùng vùng ao sen đúng không ao sen là vùng hỗ trợ và đường giá thì nằm trên mai à, thì đây là cái sự hỗ trợ trong của đường giá và chi cu thì tôi mạnh dạng và chia sẻ với anh em là chúng ta sẽ mở mua ở vùng 32 này 332, 31 932 này và một số anh em cũng đã cùng mua với chúng tôi ở giai đoạn này và sau đó phiên sau thì cổ phiếu đã, đã trong phiên thứ hai thứ ba thì cổ phiếu nó tăng mạnh à, thì tăng tăng mạnh lên nhịp là 6 phần sáu thì tôi đã báo anh em là chút lời à, dần từ 30 đến 50 ở vùng này thì anh em trong nhóm trong room à, trong nhóm đầu tư win thì cũng đã có tín hiệu thì anh em có thể tham khảo lại tín hiệu à, tôi đã chia sẻ với anh em là bán một phần ở đây ba đến ba đến năm và giữ một phần ở đây hiện tại, à, thì sau đó cổ phiếu tích lũy đi ngang à, trong vài mấy vừa rồi. Tại sao trong giai đoạn này chúng ta chốt lợi à, 5 đến 6 phần trăm ạ? À, trong giai đoạn này là giai đoạn à, thị trường đang ở ở vùng cao một hai, những cái vùng à, cao thì chúng ta nên à, đánh theo tê cộng ăn à, ngắn và à, vì cái vùng rủi ro cao thì chúng ta về lại những cái vùng đỉnh à, cao một ngàn thì chúng ta cần phải à, đánh theo kiểu lướt à, T để chúng ta bảo toàn cái lợi nhuận chúng ta ở khúc trước này. Còn những khúc à, cổ phiếu ở giai đoạn chúng ta mua rồi trước đây thì chúng ta đã có lợi nhuận rất là lớn rồi, 3 đến 40% thì chúng ta có quyền giữ giữ thêm. Còn những cổ phiếu mà mà ở mua sau này thì rủi ro cao thì chúng ta nên chốt 50% trăm à, thậm chí là 5 7% chúng ta chốt lời và giữ lại 50% hoặc là để theo dõi nếu mà thị trường không không thông thuận thì chúng ta sẽ à, bán và chốt lời hoàn toàn. Và gần đây tôi à, cũng chia sẻ một số cổ phiếu à, có nền giá thấp và an toàn như cổ phiếu à, dòng à, upcom như, như gần đây là NED, -G, -E g và KL mà là những cổ phiếu mà mua ở những phiên à, cách đây một hai hôm và những cổ phiếu HT1 cũng là cổ phiếu à, của ngành à, xây dựng và chúng tôi đã mua và cũng có lợi nhuận là ba 3%. À trong giai đoạn này thì việc kiếm lợi nhuận của chúng ta là khó hơn nhiều so với những giai đoạn ở chăn sóng này. Đây là giai đoạn chăn sóng và giai đoạn à, thị trường tăng tốt thì chúng ta có lợi nhuận rất là cao à, trong, trong giai đoạn này một số anh em không may vào trong giai đoạn này tham gia trong giai đoạn này thì cái tỷ suất lợi nhuận của chúng ta sẽ thấp trong giai đoạn này chúng ta cần phải theo dõi và có thể chốt lời ngắn hạn và theo dõi thị trường đây là giai đoạn mà thị trường ở vùng cao ở vùng cao thì chúng ta cần phải quan sát và bảo toàn cái việc vốn và chúng ta sẽ chốt lời ngắn hạn chốt lời có thể là 5-7% chúng ta chốt lời hoàn toàn để chúng ta có thể yên tâm trong việc đầu tư để chúng ta giữ lại những cái phần lãi lớn. Tôi rất cảm ơn các anh em, các anh em đã đồng hành và tin tưởng tôi đã về team cùng ủng hộ cùng tôi. Anh em cùng chia sẻ những chiến lược, những cách ra thức mua bán, cùng có những tư duy góc nhìn. Chúng ta cũng hướng về để cùng hợp tác, cùng chia sẻ những kiến thức chúng ta giúp cho việc chúng ta đầu tư trở nên tốt hơn. Chúng ta có những chiến lược đầu tư phù hợp với cá tính của chúng ta thì mong tất cả các anh em xem qua cái những video này thì mong mình xin mời anh em về với room của mình trên màn hình có số điện thoại có đường link vào room zalo mong các anh em mà nếu mà phù hợp về tư duy về kiến thức thì anh em hãy về với chúng tôi chúng tôi luôn sẵn sàng đón chào các anh em mong rằng các anh em cùng đồng hành cùng chia sẻ kiến thức học hỏi cùng nhau để phát triển giúp cho việc đầu tư của chúng ta trở nên tốt hơn và thành công hơn và xin cảm ơn anh em và xin chào